Ok, lên em. Hôm nay chúng ta sẽ chơi một con game mới. Game này có tên là Undead Hodor. Tôi mới vừa tải thôi, chưa có vô game nữa. Bây giờ chúng ta lướt qua cái trang template của con game đó. Đây, Undead Hodor, nó chưa ship. Xét sống 2, tên là Nghĩa Địa. Mình sẽ có một cái quyền lực của một cái pháp sư chiêu hồn, có khả năng hồi sinh người chết và chỉ huy họ trong cái trận chiến. Vậy là mình đóng vai cái thằng mà vua của Undead nha. Tôi tính đâu là mình chống lại đội quân Undead không à. Sau mà mỗi cái chiến thắng vang dội á, thì quân đội của mình sẽ ngày càng lớn mạnh, thành phố trở nên là vững chãi hơn. Đấy. Vậy là chắc mình thống lĩnh nguyên cái đội quân này để đi bem nhân loại quá. Rồi con lính đã đông nó đánh nhau rồi kìa. Quê hương chúng ta đã tan vỡ. You will invade the lands of the living. They took everything from us, and you will take it all back. Chúng đã lấy tất cả của chúng ta và ta sẽ giành lại tất cả mọi thứ. And you will rebuild. Our city will regain. Mình đang xây dựng cái thành phố của người chết luôn kìa. And our horde will grow stronger. And the horde will reach out even to the farthest kingdoms. Our city, vua gì mà phải đích thân miếng gàng vậy? Will be more powerful than it ever was. Glory to our king and glory to the undead. Một game trong trailer cũng khá là thú vị nha. Mình sẽ là phát triển quân đoàn của mình lên đến đội quân lên 400 quân luôn đó. Nhạc nghe cũng ấn tượng, cực kỳ ấn tượng luôn chứ. Nhưng mà vô game đi, để mấy bản nhạc đó tí nữa vào game này chúng ta nghe. Cái BOS nào? Sao tự nhiên bữa nay nó hiện góc trên bên phải đó, Steam này. Nhạc nghe chất lượng phết đó chứ, đậm cái chất mà u ám luôn. Non filter for ai cứt tầm mau render care rồi ok hết. Nhạc nghe cực kỳ mà chất lượng nha. Ship load hả? Không 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 level 1. Ủa? À bấm vô đây. Negromancer. Hôm nay thì chúng ta sẽ đi cứu hành nhân loại nào. Nethgulfoy là một thành phố của người chết, một cái vùng đất mà nơi những linh hồn đã trở nên tĩnh lặng hơn sau cuộc sống của mình. Nhưng tất cả đã thay đổi khi mà cái vùng đất này gọi là sâu gia. Nhân loại thì bây giờ đã trốn khỏi cái chết rồi, nên cái vùng đất của cái chết của mình đó bị bắt đầu bị những cái thằng đó đi qua cái cổng dịch chuyển xâm chiếm rồi. Vũ khí bí mật của cái quân đoàn người chết. Tentacle. Này là cái gì? Bình thuốc hả? Hay là cái chevron? À đây là chúng ta nào. Vua của người chết đã trỗi dậy. Nhấn nghe để tiếp tục. Tóm tắt cái cốt truyện đầu game vô á, là anh em, là mình á, ở một cái thế giới này chứ. Nó có một cái vương quốc gọi là cái vương quốc của người chết. Trong đó thì người ta chết thì sẽ xuống cái vùng đất đó để được an ủi và thanh thản cho cái linh hồn để sang thế giới bên kia. Nhưng mà sau này nhân loại á, chế ra được cái loại thuốc nào đó khiến con người là không có chết nữa, nên cái vùng đất của người chết bây giờ rất là hoang phế luôn. Và nhân loại cũng đi qua cái cổng dịch chuyển đó xâm chiếm cái vùng đất của mình, khiến cái vùng đất của người chết bây giờ trở nên tan hoang như thế này luôn á. Thành ra bây giờ là mình đóng vai một vị vua của người chết, khôi phục cái thành phố này lại, đưa nhân loại đến chết chóc thôi. Tất cả cũng vì cái mà điều tốt bụng, chứ không phải đi tàn sát bậy bạ nha.
Nhấn nút G để người chết trỗi dậy. Ok. Đấy, bàn đệ của mình là ngon phết. Để điều khiển quân đính tấn công thì nhấn nút cách. Tấn công hình ảnh đi. Đánh đi, lên đệ. Ok. Đây, 5 quân phải không? Để anh tăng cho mấy cân. Rồi, gom lính luôn. Lên đây. Hay hay. Gốc kỳ. Chào gốc kỳ. Cậu phải cứu nó đã. Chạy chỗ đây thôi. Mình được cái bự thôi chứ mà cũng phèn lắm. Do Hano của bạn khi combat sẽ theo của mình có thể nhìn thấy hình trạng thái như thế này. Công trình mà có cái thanh đỏ cho nó là chỉ số máu. Nếu như mà mình không tấn công á, công trình không tấn công thì nó sẽ tự động sửa chữa và hồi phục cái máu rồi lại. Rồi. Ủa vậy đính mình chết mình có hồi sinh nó lại lần nữa được không ta? Từ cái gì nè? Được cái gì đây? Một cái cổ vật rất là khổng lồ, nó chứa sức mạnh, nó chứa cái điều gì đó. Ở đây có hàng đệ nữa, cút luôn. À phải đầy ống hả? Mình có 19 thằng lính xương, trông cũng ngon phết. Đầu cưng. Lúc kỳ rất mạnh mẽ đó, nhưng không hiểu tại sao để chết thôi. Rồi, lính của chúng ta đã trỗi dậy. Tiếp theo chúng ta phải khôi phục lại cái thành phố. Lấy lại cái binh hoàng đã có của mình. Cái gì đây? À cái đoạn cái cảnh thôi. Mình có thể xem cái map thế giới bằng nút M. Ok, M lên. Ủa thì chọn sao? Máu mình 350 luôn nha. Nên là bem mấy nhân loại này thoải mái luôn. Ủa? À lính của mình là trên này nó đầy rồi. Mana để làm cái gì đó? Đít. Đeo cái thằng này đến cái cổng dịch chuyển bằng đá. Xin chào tử thần. Lâu quá không gặp. Ồ. Nói chuyện với tử thần ấy. Ok. Để khôi phục cái một phần của thế giới mà Neo Geo Pocket ngay bây giờ á, thì mình có rất là nhiều phải làm ở đây. Mình sẽ cần một cái quân gọi là cái đội quân hỗ trợ chi viện cho mình. Bắt đầu nuôi thêm một số tay sai ở những cái bức tượng đó. Triệu tập tay sai những cái bức tượng. Rồi. Bây giờ bấm làm cái gì? Chỉ luôn đi anh ơi. Cái này dạng là như cái mà cái bức tượng chính của mình đại diện cho mình luôn nè. À đây 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 đây. Sao FPS nó giật dữ vậy ta? Vẫn ổn mà. Thon. My command cap is full. My command cap is full. Tức là mình chỉ có 19 thằng thôi. Nên khi nào mà quân của mình nó tụt nhiều quá. Đây nè 19 thằng nè. Khi quân tụt quá thì đi xuống cái chỗ này. Gọi lính nó lên. Đó. Bây giờ cần phải ghi bui rồi nữa hả? Cái câu đầu cái câu cửa miệng đó luôn. Xây cái sâu da để tăng thêm trong đó. Hoặc là chục sức nó đi. Cái bình linh hồn. Ok. 200 m. Nhiệm vụ mới. Xây cái bình linh hồn. Để đầu mà thả mấy con này vô. Ủa tụi nó đi đâu vậy? Mình có thể di chuyển nhanh hơn bằng cái hover. Hover sàn sao? Thank you.
vẫn là anh dùng đất bóng tối. Đi bay luôn nè. Game này mà nó vẫn góp FPS nữa ta. Đập nhà nó bay. Đem luôn. Giết tất cả, giết và cướp tất cả mọi thứ luôn, kể cả một con chuột cũng không tha. Tại vì cái kho đồ của mình đây, đồ nó lên có màu nữa kìa. Ủa? Level 2. Đâu, làm sao coi level? Cái này là cái gì? Mình sẽ chọn cái đội quân ở đây để hiển thị. Rồi ok. Mang, làm sao coi level được? C, C không phải. Y không có. Kể cả con chuột cũng bém luôn. Xương thì nó đâu cần ăn đâu phải không ta? Đó, nó đâu cần ăn nấm gì đâu. Nhân loại đến đây. Lên cấp rồi kìa. Lên cấp rồi, nhấn nút tab. Trời ơi, nãy giờ thử hết nút chừa với nút tab nữa. À, giống Google Live cái gì? Tăng máu, tăng mana, quân lính 20. Sức mạnh phép thuật. Máu thì chắc chưa cần đâu. Nãy giờ mình có thấy cái gì mà mất máu đâu. Nhưng cái này tăng rất là nhiều mana nha. Thôi chơi đâm phép đi, sau này mấy thằng lính nó đứng trước. Tăng mana là nên được có hai ngư quân nữa à. Thiệt. Bấm nạn đi. Mình còn một cái khu dưới này với cái cổng ở trên này nữa nè. Đi hết không? À quên quên quên, lắp cây. Ủa, bắt buộc phải để lót đó. Cái này DPS 48, cái này DPS 44. Nếu trang bị thì mục tiêu mỗi hit cộng 2, đam mỗi hit cộng 3. Đam quân địch thì 31 máu, tốc độ 1.5 mỗi giây là sao? Có gì thì xài cái cây kiếm nó ngon hơn nhé. Anh em thấy nó góp góp không ta? Sau khi thoảng tôi thấy nó rất là góp vậy. À, mình có thể phân bố cái đội quân của mình thành những cái thứ như này. Tàn sát hết khu này luôn. Đây là cái gì? Đập cái chỗ này luôn ấy. Tôi cảm thấy nó rất là góp nè. Anh em nhìn thấy nó góp nè. Tiền ở dưới đó có cái gương. Cái gương này thì mình đi đường nào vô được. Back to formation. To victory. Nó góp góp này. Game này thì chắc mình không nên đứng tăng đâu. Trời, nó góp góp góp. Đốt nhà đó anh em. Bẹp nó luôn. Xuống đây. Follow the king. Lập cái chủ ngay luôn. Ý, 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 cái dao điện. Tiền.
Được cái gì? Bảy mấy đạn đi. Có đội sinh dương rồi nè. DPS 126. DPS giảm vô tốc độ thì tăng lên. Mana cost thì ít hơn. Follow me. Follow me. Bèm luôn cái nhà dưới này được không? Lên đi để, lên đi để. Chiếm luôn cái này thôi, tiền không à. Lên 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 lên. Chúa tể địa ngục đến đây. Ê, thằng này nó bự vậy. Chịu hồi này được không ta? Còn 18 đứa à, chịu hồi lên 2-3 đứa nữa. Cái này màu vàng, ô. Còn gì đập phá nữa không, cứ bóc nó đi bay. Cái búa cũng màu vàng luôn. Cái búa này thì tăng đam nha, đam đánh tay rất là mạnh nữa, nhưng mà đánh rất là chậm. Rồi game này nó góp phết luôn á. Back to formation. Destroy. Come here. Charge. Thì còn cái gương nào. Làm sao để mình lướt được ta? Đứng đâu ai, đứng đâu ai? Lên trên nó để. Mình gọi được mấy con chuột không ta? Tí nữa tôi gọi thứ ai. Skelet là thằng nào đây? Rồi. Trên, lên, lên. Thôi, mấy con chuột không à, tiến lên Pikachu. Xong. Mình đã chiếm được nguyên cái khu vực này. Cứu được con đệ này. Được cái hành động gì mới luôn. Xong mà. Hả? À, đi lấy cái bình sâu da này hả? Ok, lấy cái bình chứa linh hồn này lên. Xong rồi nè. Chưa xong nữa, đi về. Nó không cho mình đi tiếp. Phải về gặp thằng tử thần vậy đó. Tiền. Này phá được không? Được luôn. Không có bay qua sông mà làm sao qua đó được ta. Về lại cái thành đô của chúng ta thôi. FPS nó góp nè trời. Cảm ơn sếp. Thằng này nó làm cái gì đây? Chúng ta có một cư dân rồi nào. Đây là cái bình sâu da. Sâu da là cái bình chứa linh hồn đó. Nó hơi nhỏ bé tí thôi. Còn thằng này chỉ là một cái thường dân thấp hèn tên là Billy.
Cảm ơn đã giúp đỡ nó. Rồi. Khi sửa chữa cái này tốn 50 tiền mà tiền của mình... À, tiền của mình 96 này, khoan từ từ hả? Không có tiêu tầm bậy được. Khi mà có quá nhiều đồ trong người mà nó có thể đem vào đây để cất. Cất mấy cái đồ xanh dương này thôi, chứ đồ trắng này thì tôi thấy dục nó đi luôn cho rồi. Những cái đồ trắng cùi bắp này. Còn cái hình bàn tay là sao ta? Hình bàn tay này nè. À, bán được thì bán luôn. Này là cái 10.000, dẹp dẹp. Thôi mình có thể mở được cái khu dân cư dưới này thôi. Nó bắt buộc mình mới xài tiền vô đây rồi, xây được một cái nhà nữa. Bây giờ mình có thể nâng cấp cái quân đoàn lính của mình lên. Quân đoàn đầu tiên của mình là cái này. Tốn tiêu tốn thì trừ 1, bây giờ nhận 25% đam. Thôi, chết thì gọi ra thôi. Lính của mình có con nào tấn công tầm xa đâu. Tầng máu là trên hết. Không, tầng đam đi. Tại chết mình gọi nó vậy. Acid này là sao ta? À, mình mua nó xong rồi phải cho nó mà xài vô nữa, gắn vô con đó nó xài nữa. Xong rồi đấy. Cái này là dân của mình nó phải đông lên thì lính mình nó mới mạnh được nha. Dân giàu thì nó mạnh. Này có cái gì chưa? Lính của mình là mấy này thôi. Sáng là phàn. Cho đưa đít. Bây giờ lính của anh đã mạnh hơn rất nhiều rồi. Cần một cách tốt hơn để mà chiếm lại cái vùng đất này. Đi đến cái Venfone Network gì đó. Mạng lưới thông tin rộng lớn nơi mà cái cổng dịch chuyển có thể di chuyển rất là nhanh qua đó. Rồi, mình sẽ đi hỏi ở thanh niên đó. Về cái gọi là Vampire Network đó. 1.000 em. Nhiệm vụ mới đi đến đây. Come on. Đừng có góp nữa, con game này mà góp FPS dữ vậy. Ai. Khu này mình càng quét anh giành nó trên ngồi. Hello, chào anh bạn. Bạn của tôi là Gilgugi. Từng là một người mà điều hành cái mạng xã hội là Ventoy Network này. Cho đến khi thành phố mà Netvoy của mình nó bị phá hủy, anh ấy đã mất công việc của mình. Hãy nói chuyện với anh ấy ở khu gần tăm tối phía trước. Mình đã mở cánh cổng. Nó ngồi đây mà mở cổng được luôn đó hả? Trời ơi, vô cái này cái là nó góp cái bớt là không hiểu tại sao luôn. Tắt bớt mấy trình duyệt quét đây. Tiền nó không tự lụm nha. Con nhện này, con nhện này. Cái này là cái gì? Ai đây, ai đây? Kêu cơ luôn. Nói về cái bên Phone Network à. Nó thì không còn ngoài công nữa. Rồi rồi rồi. Cần phải kiếm cái nguồn năng lượng nào đó. Nó đang giấu ở ngôi làng phía trên. Mình đi dạo hết một khu này đi ha. Rồi hát lên trên. Nếu mở cổng như không, buộc phải đi rồi. Tiền, 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 tiền. Tiến lên Pikachu. Mình đâu cần phải đánh đâu.
Gọi được mấy... Ủa? Vẫn là mấy con lính xương hả? Đi Talon. Cái này đam mình rất là yếu, nhưng mà mấy thằng đệ mình thì nó mạnh hơn. Được. Mình đâu cần đánh đâu. Cái tháp này rất là nguy hiểm thôi. Nó thì gây rất là nhiều đam vào máu của mình, nên cẩn thận trước khi tấn công. Ây da. Ây da. Ôi, con mũi. Tao yếu nhưng anh em tao đông. Mình dịch hả? Cứu 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 cứu. Má, anh nông dân chân thịt mà anh mạnh gì. Phá nhà nó anh em ơi, phá nhà nó, cướp bóc nó, giết nó. Phải là chúa tể địa ngục. Bém nó, bém nó, bém nó nhà luôn. Trong này bị dịch nó cũng có đam đó nha. Mấy lính của mình nó cũng báo chiến hết đó chứ. Nó đi nó đập nhà, tự làm hết mọi thứ. Có cái gương nè. Rồi đừng để mong à. I must choose my path. Talon, Talon nè. Đi. I've reached a new level. Đây, cuối cùng đã lấy được cái đó rồi. Mình sẽ tìm được cái đơn vị unit mới, tức là không phải mang này nữa. Lính này là lính bắn cung. Rồi ok. Nhưng mà làm sao để sắp xếp nó được bây giờ? Ngon, được thêm một bài mới đó. Bất cứ khi nào thấy cái cổng Venfone này á, thì mình có thể sử dụng nó dịch chuyển nhanh đến những cái nơi đã được kích hoạt này rồi. Cái này là cái cổng dịch chuyển nè. Nghe. Chuyển về đây. Bên này còn có chấm hỏi gì nữa nào. Mình có thể cho bờ qua cái mà Finphone đó, ok. Gọi là cái mạng lưới thông tin của mình đó, phải không? Đây. What? Có hàng để nào mới đâu? 500 tiền. Ok luôn. Chính cung. Đây. Ngon. Ui giời, làm sao mà cho nó bớt ta? I need to untap my potential. Lính này DPS nó 15, lính này DPS nó 27 lận nhưng mà nó bắn cung. I need to untap my potential for reaching advances. Tiếp tục nhắn anh ơi, có lính nào nữa không? My command cap is full, my hoard is full. Nhưng mà làm sao mình sắp xếp được cái lính mình ta? Táp đó. Lên cấp rồi nè. Tăng máu, tăng cái này tiếp đi. Cái này tăng phép rồi, tăng mana luôn nghe. Cái nào bây giờ ta? 200 máu thì cũng cân nhắc lắm á. Máu mình đang có 300 mấy à. Nhưng mà cái này nó tăng phép. Chọn cái này, không chơi máu. Refine cái thương nhân này 500 tiền.
Vậy luôn. Mất cái bánh xe hả? Cần phải có bánh xe thì mới cứu nó được. Mới nó được. Nhưng mà bây giờ sắp xếp sao ta? À đây, bây giờ mình có 21 thì coi như là 74 đi. Rồi ok. 14 thằng người ta ngắn, 9 người ta dài. Nâng 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 sức mạnh đó không ta? Nâng hình như nhà này đúng không? Thiếu, thiếu một cư dân này. Chừng nào mới lên được pháp sư để mà trưởng trưởng chứ đánh tay như thế này tôi lười lắm. Trời, anh em coi FPS nó góp kìa. Chào để. Anh có quân đồ mới rồi. Bây giờ hơi ghen. Lấy cái chìa khóa này. Chụp hình đó à. Go 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 go. Ngay đây. Đây là cái chìa khóa của cái gương. Mình tí nữa sẽ cứu hơn được thằng bóp này. Đập tung anh em. Cướp bóc hết mọi thứ có thể. Dưới này có cái gì đây? Chơi nó. Cho mình cái gì? Cái gì đó? Cái đầu lâu hả? Talon. Không, mấy cái này thì nó chỉ tăng đam thôi, mình đâu có đánh đâu. Cho mấy đệ mình đánh. Sau này có mấy con hồi máu đâu hay không thôi. Đây, chơi nó. Alice, Alice, chào em. Không biết được cái gì luôn. Nên nhớ là cẩn thận với mấy cái tháp canh đó. Rồi. Nên mà chia quân ra để đánh thôi. Dễ 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 dễ. Mất quân quá rồi. Vẫn chưa đủ nữa nha. Rồi ok, quân lực gần như đầy đủ rồi đó. Đúng rồi đó, đánh cái tháp trước. Magi á, Magi level 4 à. Magi là cái búa. Rồi, Alon, đừng gọi mang lính canh nữa. Đập hết nhà cho anh. Đập mọi thứ luôn. Cái giếng này cũng đập luôn đó. Ừ đúng rồi đó.
lụm cái đầu lâu á, vậy làm gì đó, dọn bớt cái con cái đã anh em ơi. Rồi mình có thể bán nó ở đây, biết rồi, nãy giờ bán biết bao nhiêu anh ơi. Bắp bán nào, bán nào, chìa phá này không bán được, đầu lâu này để dành. Cái chày này hả, chày này đam rất là mạnh nha. Ba đam mỗi unit mà mình đánh nhiều hơn. Thôi bỏ cái ba đam mỗi unit đó đi. Cái chày này cũng không xài đâu. Này đây, cùng nào đây, thương nhân, đây là thương nhân của chúng ta rồi. Rồi nó đi đâu ta, nó về cái nhà mình hả vậy? Đi thôi bay. Hai ngàn tiền luôn, cái ly, cái ly bán được giá ngàn thôi. Tí nữa đã, coi mình không có làm được cái gì mình hả bán. Rồi biết rồi, mấy này nó đứng đây nó hướng dẫn mình là chính. Bên này có được cái gì đây, khoan khoan, à đó, chiêu quân ra để mở cửa. Cho nó để, đừng để anh phải ra tay. Follow the king. Follow the king. Được mấy cái đầu sọ này để làm gì đó. Chuột nhện gì cũng giết hết luôn. Mấy con thú bốn chân này. Lên cấp. Ủa? Dọn được cái khu đó thôi chứ lên cấp đâu. Follow me. Không có gương nào nha. Nó đi đâu vậy? Gather around. Destroy on me. Move. Gather around. Ừ? Cửa này mở rồi là mình đi qua đi lại nó không có tác dụng nghĩa lý gì hết. Chào anh, em tìm được thương nhân rồi nè. Cái đầu lâu là sở thích của tôi thôi. Giao bằng vàng level 4. Cái áo bằng vàng mà phải level 4 à. Đeo cái này luôn. Cái này bán 91 đồng, cái này 391 đồng. Cây này phế lòi. Cái này cũng phế luôn. Tí nữa mình lên cái dâu găm này. Một chấm một đam cho mỗi xe lấy tôn, tức là mình có 20 con là nó tới 20 đam luôn hả? Nhưng mà 20 đam của mình thôi chứ không phải quân quái. Nói chuyện với thợ rèn ở đâu? Ở cái thành phố của mình. Triệu hồi một đội quân mới cũng ở thành phố của mình luôn. Rồi bây giờ về, chúng ta có rất nhiều nhiệm vụ. Mới đi được cái hai thành phố nha, mà
anh em nhìn lính của mình ở đâu. Thanks for setting me free. Game này tối ưu sao mà nó góp FPS liên tục đó. Tìm được khởi gàng anh ơi. Rồi, bây giờ tiếp tục làm gì nữa. Thành phố đang ngày càng phát triển hình vượng hơn rồi. Rất là nhiều cái linh hồn được tìm thấy nữa. Lớn trong đó là Game Master phải không? Rất nổi tiếng trong đó là Game Master. Chế tạo bởi Cobot, những con Bulldog. Cobot là con dạng mà người lấy chó hay là cái gì ta, chó lấy người gì đó. Cái đủ Cobot này đã bắt giữ cái Bulldog nó rồi. Đi đến cái vùng đầm lầy đó, lấy cái chìa khóa giải cứu nó rồi. Làm vua mà cực như con dồi vậy á. 500 đồng để sửa cái này chứ gì. Thôi đó, thương nhân mà đi xin tiền người ta như thế này gì. Nó cho mình cái mà trượng lửa nào. Rồi mình có thể là chơi bằng chuột phải được rồi. Nhưng thương nhân cái gì đây, bán gì mắc nghĩ gì nào. Khoan khoan khoan, coi cái cây của mình trước rồi mới coi cây này. Nó đang bán cái đồ màu vàng luôn nè. Có 850 à, có vẻ ngon đó anh em ơi. Bên này thì toàn đồ trắng không à. Coi cái cây gậy của mình đây. Cây của mình 42 đồng à. 60 mana. Bắn vào một quả cầu lửa khiến quân địch bốc cháy. Kéo dài 4 giây, gần đau 4 giây. Ok. Mình có cái dao găm rồi nên có mua là mua cái gậy phép này thôi. Level 1 up hand. Biến quân địch ở gần thành một con gà, mục tiêu có máu tối đa là 1600 nha. Bắn qua quả cầu lửa gây 264 đam. Tấn công quân địch Chertun. Tấn công quân địch Chertun. Cây này thì vẫn ngon hơn đó. 3.000 tiền. Thôi. Ghi đam 290 nè. 290 kéo dài 4 giây. Nó gấp đôi cây của mình luôn. Nên mua đi. 400 đồng à. Thôi đi đánh nó gớt cái gì. My command cap is full. Cái này hồng sao ta? Ghi quýt cái này, ghi quýt cái điểm ghét này nè. 5.000 tiền, tiền méo đâu. Chưa có nâng được cái này nữa. Vậy tiền mình để làm gì ta? Thằng lính coi người nó đi rồi. Rồi rồi. Mới dẫn được hai dân về là mới có hai cái nhà cho nó à. Bốn vùng đất luôn nha, mình mới đi cái vùng đầu tiên thôi đó. Rồi thằng nào bắt quân của anh đâu. Ai ra. Cobot thì rất nhiều ở đầm lầy, nó rất là mạnh mẽ thôi. Nên đúc đắt cái quân đội mình nên tốt nhất có thể. Đúc gách. Tu nạch vàng để xây dựng mấy cái công trình. Đúc gách cái unit vui lên level 2, up cháu. Ê. Thôi về, em về em đúp đát nha anh ơi. Nó kêu cái nhiệm vụ mình đúp đát mà ấp làm sao. Nhấn tab hả?
Không hiểu. Gì quy gì ở đây? Phải đi lên cái cổng dịch chuyển rồi quay về mới upgrade được cái gì á. Rồi chơi thử cái chiêu này á. Rồi cùi bắp, cùi đúng cùi luôn. Bên này nó có cái đỏ đỏ là cái quái gì nữa vậy? Đâu úp sao anh? Hai ngàn rưỡi. Mình có 3.600. Thôi chết rồi. Cái này mới không phải ốc mà nó tăng thêm một đơn đội quân. Úp thêm méo nào. Mười ngàn nữa. Cái còn quyển sách gì nữa nè. À cái này là về thông tin mấy con giòn giật đó thôi. Bốn trăm. Bốn trăm cũng bán luôn nữa. Tầm gì là được rồi ha. Cận chiến thì gấp đôi mà mấy cái con tầm xa đi. Điền gì bán đấm cho nó đã. Trong này cũng không biết up sao luôn. 5.000 tiền. Tí nữa 5.000 đi up. Ok. Bây giờ còn 2.000 à. À cái chỗ nào có màu đỏ mình kích hoạt được cái cổng dịch chuyển rồi á, thì mới đi nhanh qua bển được, còn đôi mình cứ phải đi từ từ như thế này thôi, hơi bị lười nha. Nó vẫn có dấu chấm than hả? Lên để từ chỗ này nên đánh cái vùng ở dưới này trước, dưới này có hai cái nhà. Mấy con boss này nó mạnh hết nha. Tính của mình mất 4 quân rồi. Mana của mình thì sẽ phục hồi một cách từ từ trên này, hoặc là tận dụng mấy cái mana ở đây. Để nó lên đấy. Làm sao ta? Làm thế nào mà để cho cái quân lính? Ừ.
Quá trời nó góp FPS. Ê ê ê ê, gãy mới, gãy mới. Ủa? Triệu hồi 4 cái con Undead Wargeoth này. Wargeoth thì sẽ tự động quỷ sau 12.7 giây, kịch đào 6 giây. Tốn mà nào tí. Nó nhanh lắm. Ủa đúng thứ tự mà. Nè, 3 nè. Đó thì từ 3 lên 2. 1 nè, 2 nè. Ba nè. Ủa? Thì cái gì nữa đây? Ngon, ba cái đồ xanh đồ tím nhiều. Ôi ơi, chủ tím 1.600. Bắn qua cầu lửa cầu bắp thôi. Triệu hồi 4 xạ thủ, ngon. Cây màu vàng với màu tím ha. Màu vàng thì cái nào nó mạnh hơn? 66 mana. Đính của mình cộng 2 đam. Mana hồi phục nhanh hơn 15% luôn. Nhưng mà gọi ra mấy đính cung thì nó ngon hơn. Bổ đầu này nè, bổ đầu này nè. Đập nhà nó cho anh, đập hết nhà nó cho anh. Đập luôn. Zoom bay, bạn có thể zoom bay cái hiệu ứng đó. Trở về cái thành phố của mình bắt đầu mà chịu hồi cái zoom bay trong mà cái quân đội của mình ngon. Ủa mấy thằng này là Undead hả? Ờ Undead nó khác zoom bay nha. Đi cái tồn màu vàng không nè. Ủa chín mấy đồng à? Thôi cút 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 đi. Quá trời nó góp FPS trong game này thiệt. Tô tầm đó. Cái này có thể sau này nó là cái gì nè. Con này nó trâu dữ vậy. Mày bự hả? Mày to xác ai vậy? Mày to xác 700 đam. Ui cận chiến rồi bộ mạnh à. Không, nó vẫn thua cái guild hiện tại của mình.
Bạn đã đủ tiền để nâng cấp cái nhà của mình rồi. Rồi ok. 5.000 hả? Tiền của mình nó coi ở đâu ta? Đập nó, đập nó. Đó. Đi 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 bay. Lụm đồ đi bay. Quá dạng game nó góp FPS thiệt á. Thôi. Rồi, đi phá hết mấy cái trụ thì cái cửa này nó tự động mở. Ây da. Trời ơi, nó thả một cái muốn chết quân mình đó cho anh. Tăng lên mấy cận chiến thôi mới được. Rồi bây giờ ở đây thì mấy người xạ thủ. Chả có gì cả. Level 4. Nhấn nút tab lên. Bây giờ tăng cái gì bây giờ? Chắc là tăng phép thôi. Mana. Mana thì lúc nãy chưa gần lắm. Bây giờ mình thêm được 3 lot nữa. Chắc là cho mấy thằng cận chiến. Này là bậc thầy cổ ngữ của chúng ta đây. Tự do rồi đó, rồi giờ về thành đây, biến về, đó. Và đây còn mấy thằng buôn làng nào, giờ nó để. Đi, mình gọi được 5 thằng rồi nè. Sự dao găm của mình nó cùi hơn cái búa nữa đó. Dưới này còn một cái nhà nữa. Xong mình có thể đi qua bên phải. Có gương gì ở đây không? Chúng quen chúng quát gì đó hả? Back to formation. Forward. Được cái gì cơ? Come here. Vô găm cừu bắp. Thêm lính cận chiến, thêm lính cận chiến bay ơi. Ngon. Được cái bình chứa linh hồn nữa rồi. Bên này có cái gương nào không vậy? Không có gì cả, về thôi. Gọi thêm vàng để nó lên đây. Thêm mấy thằng cận chiến nữa. Mình bây giờ đã được là 26 thằng rồi. Cái này hồi máu, không cần. Bây giờ làm gì? Nói chuyện với mà Game Master gãy cái nhà của mình nâng cái quân lính lên.
Binary Book là tìm cái bản index của mình được up đó. Trở về thôi, coi như là xong xuôi hết rồi. Anh em thấy cái dàn binh chủng tướng binh hùng tướng mạnh của tôi chưa? Đây nó có hai cái nhiệm vụ nè. Gun Master, chào mừng đến về nhà. Đây là một cái cổ ngữ mới nhân cái sức mạnh vô quân đoàn của mình. Mình có thể dùng nó để khôi phục các cái công trình. Bây giờ nhiệm vụ này nó đây không? Cảm ơn đã giải cứu hỏi cô bé đó. Mươi ngàn, trời ơi, thôi dẹp đi, tiền đâu anh ơi. Em nghe như con bánh bèo đây. Nhâm bay của mình kìa phải không? Bây giờ bớt mấy thằng cận chiến nè. Nhâm bay này là 21 DPS, tốc độ đánh rất là chậm nhưng mà máu rất là dâu nha. 927 9271 2137. Nhưng mà nó tốn 21 điểm mà coi lận. 21 này 9 à, tức là con này nó gần bằng hai con kia luôn á. Thôi, không ngon. Cúm sắp chết luôn rồi. Nên ta, nên bỏ khoảng 2-3 con cận chiến lấy con này vô cũng được. Ủa? Rất yếu với đam lửa nha. Con này chẳng có cái gì cả, lính rẻ tiền, đi không có tiền tiến. 1, 2, 3, 4, 5. I can't command more. Rồi bây giờ đội hình của mình là 3 con zombie, 6 con tăng cơ, 13 con cung đủ. Ngon. Bây giờ đi qua đây 500 m. Cái nhà này mình nâng cho con zombie. Bắt buộc upgrade cái building này. Nâng level 1 lên 2, ok. Zombie của mình bây giờ lên level 2 đó hả? 28, 73, 800 máu. Được. Ủa, nâng mấy cái này nâng sao? Khi chết thì zombie nó sẽ gây ra là 200 đam độc. Trong 5 giây, kéo dài 5 giây của quân địch nó gần. Tăng cái gao đam, gao đam là không phải con này, là con này. Unit tăng 10% máu. Unit hồi 1 máu cho mỗi 1 mana sử dụng, tức là tôi farm 60 mana là nó hồi 60 mana luôn á. Cái điểm này đồ game có vẻ ngon nha. Mình hết cái đầu lâu rồi. Cái bên này thì nhà xương nè. Nãy tăng đam cho cái này hơi phí. Chắc không thì bỏ đi, bỏ ở đây đi. Khoan, có tăng được lính cung không? Ngon. Không học được á. Mình chỉ chơi lính cung như này thôi. Vậy bỏ luôn mấy thằng khu mình này đi. Có mấy thằng cùi cùi đi. I've reached the limit of my authority. Đội hình của mình bây giờ là 4 thằng này, 13 thằng này. 4 thằng này mà nó tốn mana dữ gì đó à. Trời ơi. Bây giờ đi đấm cái thằng mà zombie chủ đạo bên kia đó.
Bên này là cái nhà gì ta, hồi nãy mới bấm vô mà quên mất tiêu rồi. Nó chưa có gì với anh nhà Gainer. À về coi shopping cái. Cái làng của mình nó heo hút dữ thiệt. Chưa có tới nhiệm vụ để chưa có thể mở được. Đây 1.200 đây. Cầu lửa thôi. Tăng 90 mana cap nè. Tăng 90 mana cap. Ủa? Không hiểu cho lắm. Cây này sao mà nó giá tới 1.200 nữa. Nó ghi là cái mana cost trừ 13% á. Nhưng mà của cái này á. À 66 này à. Ngoài ra còn một cái nữa là cái dòng nó ghi 25 mana cho mỗi Geyser unit. Là mỗi cái đơn vị trỗi dậy đó là sao? Tức là mình gọi lính lên là mấy thằng lính nó chui vậy đó. Còn dưới này là cái gì? Thôi đi thôi. Đi kiếm nhau bem người là dễ nhất. Cách thăng tiến sức mạnh nhanh gọn nhất. Thằng đội trưởng của boss dưới này phải không? Rồi mình đi đấm nó luôn. Đi đường bên này, đi thẳng đây qua cây cầu, uống miếng cà phê. Rồi ở em cốc. Cứ vô cái đoạn này là nó giật cơ nặng, góp FPS rồi nè. Đây mình đi thẳng xuống, có cổng dịch chuyển bên phải nè. Ê! Mày ném thọc phá.
đồ hốt bạc, có cây gậy màu vàng. Cây gậy màu vàng. Một cái mảnh gỗ gọi là cái gunner gì đó, tí về đưa anh thương gia kia. Ba cái gương luôn. Trời ơi, lính nó đông rồi. Được cái lưỡi hái gì nữa. Cái lưỡi hái này có 400 tiền thôi. Không ngon. Cây búa này cũng không ngon bằng luôn. Cái trượng này thì để đánh boss thôi, chứ không có đánh đơn được. Nhưng mà unit của mình thì nó cộng thêm tí nào, không cần. Gọi thêm mớ linh trường lên. Rồi ok. Follow me. Phía trên này có gương gì, chúng ta thiết kế cái đường như thế này đó, thiết kế cái đường như thế này đâu phải có gương nhá. Cái đàn lâu la của mình. Ê. Con này cũng mũi. Thực ra nãy mình tăng cái điểm zombie độc của mình á, nó mạnh lắm. Nó chết cái là nó nổ đam rồi. Được cái con gà con miệng gì ở đây vậy? Đánh boss xong chả được cái quái gì à có gương à. Đóng đồ luôn, chả biết nó là cái gì luôn, nhưng mà nó là đồ. Đính gao, ngon. Vậy thôi đó hả? Cái tường này thì gây 100 mấy đam mà. Cù bắp. À gọi là mấy lính bắn cùng có nghĩa nè. Cái này sẽ tôn được quân địch nè. Gọi thêm hàng mập mập nữa lên. Đóng lính bệnh rồi. Đi. Này cái gì đấy? À một cái bình da nữa ngon. Có thêm hàng đệ nữa đó. Follow your king. Destroy. Follow your king. Thằng máu phát rồi về. Quá giờ nó góp FPS trong game này thiệt á. Tối ưu cái quái gì không biết nữa. Follow the king. Qua đây bêm cái thằng bên đây luôn. Khu gừng mục xương nè. Đi qua bên phải và đi xuống đây. Ở phần đó, ở phần đó.
Sao cảm giác như mấy thằng ở đây nó mạnh hơn như ta? Mình đi đập nhà thôi, còn lại để mấy lính nó lo. Mình xài chiêu cái nó hồi sắm mấy máu lận. Ngon. Tội nghiệp mấy anh dân làng không? Đang trồng cây à, tự nhiên có thằng đó nó kéo cái bầy zumba vô. Ê! Này mới đúng. Rồi, mấy đệ tự lo đi, anh đi rút đồ rồi. Mấy con gà ra đây. Nó mình ác như cốc thiệt luôn á. Nhưng mà nhân loại nó không có chết nữa, nó sẽ xâm chiếm cái hành tinh của mình. Tượng gà nè. Cái gì đấy? Ấy da, đau. Ây da. Trời ơi. Này thì anh chơi đàn á. Công nhận mấy thằng zombie của mình nó trâu dữ thiệt không. Ôi, đồ mới nhiều quá. Cây này có 500 tiền thôi. Không ngon. Cây này quá cùi. Cùi luôn. Cùi luôn. 597 tiền. Cây thêm một tí đam. Nhưng mà chả có quái gì cả. Cái trượng này kinh đao nhanh hơn 22% hả? Nguyền rủa quân địch á. Một chấm ba thì nó đánh gần như là 2 lần, nhưng mà mỗi lần 3 quân địch 59 máu cũng không ngon cho mấy. Bán luôn, vẫn xài cái búa này.
144 mana lận. Mana cap 50, mana cost trừ 11. Thà gọi ra mấy lính cung nó ngon hơn đó. Hồi máu. Gọi thêm 3 thằng bắn cung nữa ra. Mở hòm luôn nè. Đập cái chủ luôn đi, đập cái chủ luôn. Đừng có phá hàng rào nó mơ, xuống đây. Ôi, có mất máu đâu. Cây trượng 200 mấy bán. Cây này bán luôn. Cái chìa phá tộc eo gì đó. Đến, đến, đến. Này là cái gì? Không tương tác được. Còn cái này cũng gì luôn. Về thôi, về thôi. Khu này cũng tan quan cho này, nào có thời gian rảnh thì quay lại sau. Phá luôn đi. Lập luôn sau này cho nó dễ đi. Quá trời nó góp, góp FPS là tại sao ta? Chứ con game này làm gì mà nó có cấu hình được gì? Được thêm thằng dân nữa nè. Anh Đít ơi, em có nhiệm vụ gì mới không? Rồi, đi lại cái cổng đó lấy cái portal hộp gì đó. 4000 F lấy được cái tượng con gà.
trận chiến 250% cái đam tấn công kế tiếp. Nhưng mà 110 mana hả? Đây là cách tăng cái mà cái giáp gai cho cái mấy thằng lính của mình. Đây phải không? Xài sao ta? Không hiểu cách xài như thế nào. Ý, cái chạy. Nếu như chí mạng thì reset lại cái kill của cái trường của mình. Tăng được thêm 30 mana đam cho mỗi cái mana mình gây ra. 249 đam là 1 giây. Bệnh gì cử? Mình đâu có thiếu tiền. 1.300 nè. 6 xạ thủ. Mana cap cộng 5% 114. Mình thì 5 xạ thủ thôi. Mười ba chấm bốn giây, tăng thêm được một tí à, chả ngon gì mấy. Cái dao nhấn nút Z, cái này nhấn nút Z để xài cái này. Bây giờ vào cái vùng đất của tộc Elf nè, để tìm kiếm cái mà Mender Cap gì đó. Bây giờ mình đi nâng nâng cái con dao này lên. Ủa sao nâng được ta? 50 ngàn. Ôi 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 ôi, vậy mà xài tạm lính cung rồi đi. Năm ngàn à, kháng lửa và kháng băng 50%, mấy con mà tộc phép luôn, ngon. Tiền. Mình lên cấp luôn đó hả? Trăm mấy máu thì cù bắp. Chắc nâng cái này. Thêm vàng cung nữa đi. Bốn tăng hai ba thằng cung. Trong này còn tập thú nhưng mà cái tộc gì bên đây nữa nè. Mình có ăn con Zumbai cũng được. 50 ngàn mới nâng nó lên được. Cái Z của mình là cái gì ta, quên rồi. Thử coi. Phản đam là nó có một cái gai dưới chân đó nè. Cũng được. Bây giờ đi bem mấy em tộc eo thôi. Những cô nàng tay dài tóc nhọn. Ủa tóc dài tay nhọn. Đồ quân chết chóc đến đây.
Nó thủ rất là kính luôn nha. Kích cái cổng dịch chuyển trước đã. Vua đã. Vua có chết cái chết. Ngươi đến đây làm gì? Thành thủ gì đây? Ờ à, cái chân gạt con cóc thôi. Phía trên này chắc có cái gương hay là cái gì đó. Nó lập cái tế đàn gì đây đây. Forward, follow the king. Cái gì ấy? Thôi rồi, thôi rồi, ây da. Đánh sao nổi nó không biết nữa. Chết nó rồi, cố lên bay ơi. Hay quá, quá ngon luôn. Trời ơi, level 6, level 5. Cái đó gọi là khiêu chiến vượt cấp á. Kỹ thuật bỏ biết bao nhiêu tiền của mua cái này. Follow me. New for our vengeance. New for our vengeance. Yeah. Ủa sao máu mình nó trắng cay luôn vậy?
Dạ, nó cắn một cái chết luôn. Con quỷ khốn nạn này. Trời ơi. Hắc quanh hết à. Nó cạp mình cái mình đi luôn rồi kìa. Rồi cái cục này là cái cục như cái tháp mà nãy vậy. Được cái quyển sách gì nữa kìa. Ngon. Con này mình đóng tiền. Mình cứ đi đồng tiền thôi, còn lấy vấn đề mình nó tự chơi được. Mấy lính của mình nó cũng thiệt á. Chơi luôn mày chuột giống nhau. Lên để. Coi có đồ gì mới không? Cái cây này chưa đủ level mà nó cùi gì đó hả? Nghĩ gì thì cút đi. Level 6, ok. Sót cái gì không? Rồi bắt đầu chúng ta đi công hành chiến nào. Trời, đi bắn thùng ở bán mấy này thiệt. Chuột nào.
Follow the king. Cái này nó chuyển đây là sao ta? Follow your king. Đi công của nó luôn chứ. Đường này. Tích tập file đó là cái gì? Tích tập file là cái que hả? Trời ơi. Lên bay ơi, lên đi. Ra ngoài trước. Đầu thấy thiếu thiếu mana đó. Level 6. Tăng được tí máu nè. Máu lên 600 mày đỡ rồi. Trời, có cục hồi máu nhanh rồi. Cái kỹ màu vàng. Không kèo, có cái đồ gì mới không? Cây này thua cây mình đang xài nữa. Cua bắp. Cây này quá cùi luôn, cúc luôn. Thôi cái mình đang xài thì đặt shop đi. 300 đặt shop luôn.
cùi bắp cho vô shop luôn. Khoan 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 khoan, còn quyển sách nữa nè. Cái gì đây? Cái đầu nó gãy hả? Cái này sao level 1 trời? Cùi dữ vậy? Nhưng mà nó không bán được nha. Cái lăng mộ của tộc heo gì nè. Hết rồi đó hả? Trận này cũng căng đó. Nhưng mà do lính tôi nó quá mạnh thôi. Cho chỉ huy sự lãnh đạo và đường lối dẫn dắt của đảng hả? Của gì đó. Bây giờ vô khu rừng cấm hả? Đánh nổi không ta? Cái này là gì? Mình đang ở trên này. Này là gì? Gạt cái lẫy này hả? À, gạt cái lẫy đó nó mở cổng số 1. Lên để lên luôn, đập hết ra cho anh. Đống vàng luôn, ngon.
là bay. Follow the king. Mở cái cổng số 2. Thích cái map cũng đơn giản phết đó chứ. Này phá được không? Ngàn hai hả? Cây này chuyên gia cho mấy con lính xương thôi. À, lính ở châu rồi. Mình giết rồi thua thằng lính đó đó. Đi đây 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 đây. Đánh nhà nè, đánh nhà nè, đánh nhà. Đi qua bản luôn. Chữ ít. Chết đi bên đây quá. Follow the king. Nó chỉ có một đường đi thôi nên cũng không cho lo bị lạc cho lắm. Lên đấy. Ê dạ, ê dạ đâu. Quá giờ nó góp FPS rồi. Cái dấu găm 1.300 hả? Tôi cù bắp. Để nó bắn ba cái rồi chết luôn trời.
Máu mình 600 đó nghe. Đây cổng 3 mở đây. Chó hả? Chó hả? Na chết hả? Cõi ra 4 tăng nữa. Nó bắn anh kìa, để ơi. Come here for Necropolis. Mấy người này sao nó cứ đi theo mình ta? Hai cái gì màu xanh dương luôn. Gọi ra ba thằng cũng đủ nữa. Back to formation. Mấy anh đệ này cũng siêng tập độ quá chứ. Đỡ mới điều khiển. Gulag là cái con cung thủ này đó hả? Con mũi này tao yếu nhưng anh em tao đông. Anh em tao hơi bị đông luôn á. Bốn chục thằng mình chấp mình bạn mà bạn chơi còn không lợi nữa. Cho ăn đồ cùi không gì nè. Chín trăm tiền cùi thiệt. Này mở chưa? Cái gì đấy? Bó trả. Vua yêu tinh. Từ 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 từ. Coi rồi 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 rồi. Con ngủi này follow me. Để đâu, để đâu? Chưa lên cấp nữa hả? Sao lâu dữ vậy? Kìa được thêm nổi nữa nha. Đợt này đi là cũng gom được khá khá đồ đó nha. Ba cái đồ đó thì tự động chui vô luôn đi.
Bây giờ là trở về cái đó thôi. Về đó nói chuyện với thương nhân. Thôi, đi. Muốn. Tộc eo này thì cũng cứng đó. Có điều gặp gồ laser thì đương nhiên phải tắt điện rồi. Bạn đâu có đỡ được. Hai lọ luôn. Cảm ơn sếp. Cảm ơn sếp đã cứu đỡ nó em. Con gà. Con gà 2 cost 1 DPS 1 máu. Rất yếu nhưng mà thì nó rất là đông. Tăng cái nhà động vật để tăng cái số lượng động vật này lên. Trời ơi gì con gà này. Có rất nhiều cái đầu lâu cho anh luôn. Bán gì mới không anh? 1.800 à? Nó nhận đam cận chiến thôi. Nhưng mà mình cái dàn cung thủ mình vẫn rất là ngon mà. Cái gì đấy? 2.000. Hai nghìn bảy gây đam cận chiến thì quá ăn cùi luôn á. Ủa? Cái này là cộng 7 đam cho mấy thằng lính xương mình luôn á. Thêm cái kia cộng 40% nữa thì chắc là khá là ngon á. Nó không so sánh với cái mình đang cầm đó. Commander Cap cộng 19. Unit đam cộng 21. Unit attack cộng 11. Unit dam là đương nhiên rồi. Mấy cái kia thì đâu có ngon bằng cái trực tiếp cộng dam này. Cái gì đây? Kinh đao nhanh hơn mà mana đéo đâu mà xài. Lên cấp luôn rồi anh ơi. 15.000 em. Máu này thì hơi ít. Mana nhiều nè. Mana với một tí máu. Commander gồng 20. Cái này thì đây đi. Mình khá là cần mana cho cái trường. Lúc đầu thì không khó nhưng mà bây giờ nó hơi nhiều rồi. Thiết kế đường xá gì mà nó chật hẹp chứ thiệt á. Mày có nghe về cái nữ hoàng gì đó? Mấy quan tâm. Bây giờ mình có hai cái đầu lâu, mình nâng cái bộ lính dao lên đi, không chơi đến xương nữa. Tầm đánh 200. Tầm đánh, không có tầm đánh. Lính dao là cái gì đó?
dao sẽ quăng một cái bãi độc nhỏ trong mỗi 0.5 giây gì cũng được. Chục ngàn lận hai điểm đâu đâu này thôi, đam lên công trình thì không ngon cho mấy, có hồi máu nữa nè, mình chưa có con lính đó. Mummy luôn. Con này tới mà khúc sau này nó mới hồi máu lận, nhưng mà giờ chưa có quân ở đâu. Bây giờ phân bổ lại cái đội hình mình đã. Bớt hai con gao đi. Bớt hai unit đi. Gao. Mình bay. Lính cung thì phải cần khá nhiều đó, nhưng mà còn lại thêm gao. Con gao này tốn còn hơn con kia nữa nghe. Con gao này nó tốn còn hơn cái con quỷ kia nữa. Bây giờ lăn mộ cổ hay là đi cái này, đi cái bên đây thử coi. Bên đây có vẻ là nó mới mẻ hơn cái tộc eo mình mà. Mình bắt đầu đi lên cái khu gần tộc heo nè, xong cái vùng thứ nhất là ở vùng này rồi. Winterland hả? Vùng đất băng giá hả? Vua băng giá. Mình có bị lạnh không? Tìm cái nguồn gốc tại sao cái thời tiết nó lạnh giá như thế này. Mấy con gao này cũng dạng tay dài hết ta. No rest for the wicked. Only. Trong này chả có cái quái gì nữa. Kìa có kìa. Đi thẳng lên trên luôn. Lên đây, lên đây. Ây da, ây da. Mẹ. Rồi để ra, rồi để ra. Cái này là cái gì? Nớp sâu. Thì nó tương tự như cái sâu da vậy đó. Mình nhiêu tiền rồi ta? 29.000 à. Có gương trên này thấy không, biết lắm à. Con gấu luôn kìa. Cái gậy phép 169 đam là nghe.
destroy. Follow your king. Con gấu kìa, để ơi, để ơi, con gấu kìa. Cái đầu lâu gấu này xài được cái gì không? Cái đầu lâu này unit đam. Không hiểu cho lắm. No rest for the wicked. Follow me. Cái gì đây? Vua hả? Đóng đồ luôn. Dâu găm cùi bắp, dâu găm màu trắng mà còn bày đặt cái để ba cái đó nữa. Năm trăm ba mươi ba đam thì có đáng không ta? Follow your king. Trong cái nhiệm vụ we shall rebuild. Gather around. Destroy. Destroy. Gấu kìa, gấu kìa. Đâu 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 đâu. Đập nhà đó cho anh. Cái gì màu vàng vậy? Cái gì màu vàng đó? Cái này không biết là cái gì nhưng có thể bán cho hơi ghen. Nâng tiền lên. Không biết cái đầu lâu này là cái gì. Bệnh nó lên để hấp diêm. Hình như là có 5 con gấu ở chỗ này á. Nào. Nên mình gán đánh đủ 5 gấu đi. Sao vô đó được ta? Gather around. Đừng có theo tao. Trời của chưa cho cái dâu găm màu trắng thiệt không cốc. Mấy cái đồ màu trắng này bây giờ cho làm gì nữa?
1, 2, 3, 4. Thiếu cái nữa hả? Đầy cả gấu rồi đủ 5 cái đầu. Con gấu siêu bự kìa. Lên chơi nó nha. Lên anh em. Cũng được, không thua cho lắm. Yusa Migo hả? Yusa nhỏ, Yusa lớn hả? Được cái quái gì vậy kìa, ngon vậy? Cái này là cái bức tượng gấu bị trộm ở cái thành phố của mình, đem nó về cái điện thờ đó để mở cái con gấu lên. Chắc là nằm trong thế giới động vật á. Come here. Mana tăng chậm quá ta, 7,5 giây à. Lên đi bay. Nó bắn anh kìa. Ngon. Xong rồi về thôi. À, cái này để tăng cho nguyên dàn bia mình luôn, ngon. Cái này sao ta? Tí nữa đi, tí nữa qua đây. À thôi, chắc ngừng tại đây thôi. Về xong dọn cái thành phố này đi. Mình đi xây dựng cái cơ sở động vật của mình cái đã. Không có đem cái đồ mới về cho anh nào. The necropolis will be rebuilt. Unit down, phạm vi chỗ như vậy. Mình chuyển qua dùng gấu đi. Ở trên này á. Tòa thứ chính của mình là cái gì? Bây giờ mình có cái asset gì đó vô đây. Một. À, cái này cái quân nhân của mình. Như để dưới đây thì cái lính của mình tăng thêm tí máu, unit bone không ngon. Hậu vệ. Hậu vệ thì nó tăng đam. Vì gain mana đi, cấp này mình bắt đầu thiếu mana rồi đó. Ủa, cái nhà gấu ở đâu ta? Giờ mình không xài lính cung ở đâu. Bỏ lính cung đi. Cái nhà gấu.
4 ly 173. Con gấu này có bộ DPS nó ngon à, nhưng mà tốn 45 mana nha. Con gấu này bằng hai cái thằng này luôn á. Đánh rất là chậm nữa, máu cực kỳ trâu. Thì mình không cần chơi con zombie này. Nhưng mà nhà gấu là cái nhà nào? Chơi bọn này cũng khá là ngon đó chứ, nó mạnh vãi đáy luôn á. Đâu phải cùi cùi đâu. Mình chưa có cái mấy con mummy này nữa. Creeper là cái con cầm gậy này. Zombie là cái con này. Zombie đập công trình nhanh hơn thì méo cần. Mình chưa có mummy nữa chứ. Chắc lấy tạm cái này đi. Có 1.000 tiền à. Mới có hai nhà thôi. Mang thêm một con gấu nè. Hai con gấu đi. Hai con tăng này. Ba con tăng này. Còn lại là mấy con ném rồi sao? Cái lót này gắn vô được chưa ta? Không được. Chưa biết cái lót này gắn cái gì. Toàn đồ cùi thôi. Cây trượng thì có cây trượng lửa. 2.000, 3.000, 200 đam. Bức tường này kéo dài 1 giây, kinh đao 11 giây. Ôi ơi. Mua luôn. Thôi, chưa cần đâu. Thực ra mình cũng yếu à. Mười ba phần trăm máu. Này kháng độc. Cũng 18.000 tiền à. Đó, cái nhà động vật nè. Ngon. Mình còn hai cái đầu lâu. Con gà. 5% cơ hội đánh 2 lần. Đam cho gà cộng 1 mỗi cấp là sao? 250 tiền thử coi. Kháng 15% cận chiến luôn. Sói à? Sói là cái con tiếp theo. Bia. Năm ngàn lên ta, chắc từ từ đã. Mình chưa biết nó là cái gì. Rồi.
Tạm thời đội quân của tôi thì nó đơn giản như thế này thôi. Không còn người xương nữa, chúng ta chơi thế giới động vật và zombie rồi. Rồi, có thời gian chơi tiếp game này khá là cuốn nha. Đây. Thành phố của chúng ta khá là tan hoang, bây giờ đã lên được cái tí rồi nè. Còn hai cái điện thờ nữa. Mình thì được mang 5 đội quân à, nhưng mà nhiều lỗi lắm. Rồi, bye bye anh em. Làm sao có thời gian chơi tiếp. Game rất là thú vị. Quit game, bye bye. Mặc dù nó hơi góp FPS nhiều một tí. Với lại được hai cái cạc này nè.